Làm gì mà nó ngứa ngứa gãi gãi vậy? Ui, không biết ra tao dạo này thay đổi thời tiết sao mày ngứa xong là cái gì nó cứ trắng trắng gãi lên lên đống như này. Đây là tình trạng khô. Trời ơi, khô da rồi má ơi. Đây này, đây, đấy, khô da với cả nhiều tế bào chết quá. Bây giờ nó trắng phớ, rồi cái gãi cái ngứa ngứa đúng không? Ừ, Khó ngứa chịu xong rồi cứ không? gãi lên. Đúng rồi, thay đổi thời tiết thật. Mà cứ mùa đông nhá là mình cứ bị ngứa như thế. Thì chúng ta phải dùng cái này. Tao có sản phẩm hay lắm. Đây, đây là muối tắm thảo dược dinh dưỡng của nhà Dea Nature, cực kỳ ok luôn. Đấy, mày thử đi. Hương thơm rất là thơm. Mà cái này là hương thơm của bạch chỉ hoa hồng nha, cực kỳ thơm luôn mày ơi. Đấy, loại bỏ tế bào chết xỉn màu thô ráp này sần sùi, tăng cái khả năng mà hấp thụ dưỡng chất ấy. Mày xem, mày mở ra xem có thơm không? Giảm các vết thâm nhá. Đấy, body. Ui Được thơm thật này chưa? ạ. Chứ sao nữa. Mà cái này nhá, tẩy tế bào chết nó mày cứ dùng là 1 đến 2 lần trên 1 tuần tắm, massage toàn thân này, chú ý những cái phần mà khuỷu tay, đầu gối với lưng ấy, đấy là hay để lại những cái kiểu như là vùng da chết lắm, cứ dùng mấy cái này vào là ok rồi, da mịn như da em bé luôn.